Ngày 13 tháng 6 năm 2018, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật. Tại đây, lãnh đạo sở, ngành, công ty, công đoàn doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp Hòa Phú được nghe công văn số 790 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường nắm bắt tình hình thông tin tuyên truyền, định hướng các hoạt động, kích động, biểu tình phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu kinh tế của các đối tượng phản động trong và ngoài nước. Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo về tình hình an ninh trật tự trong thời gian gần đây liên quan đến vấn đề thông qua dự luật đặc khu kinh tế, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đề nghị các công đoàn công ty tuyên truyền cho công nhân lao động không tự ý nghỉ việc, tham gia tụ tập đông người, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của chính người lao động. Đồng thời, đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường gửi đến đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước, đề nghị tôn trọng chấp hành các quy định của pháp luật, hãy bình tĩnh đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi dục của kẻ xấu, không để lòng yêu nước bị lợi dụng. Các đoàn viên, công đoàn, công nhân lao động tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội. Là nghe bên mấy cái anh chị ở các cái cơ quan mà tuyên truyền về cái vấn đề mà nóng trong mấy cái ngày qua là vấn đề mà thông qua cái dự luật về đặc khu kinh tế, thì hiểu được những cái chủ trương với những cái nguồn thông tin chính thống để mình tuyên truyền lại cho người lao động đó, là bây giờ phải hiểu được là cái dự luật thì nhà nước cũng đang là hoãn, tức là chưa có thông qua và vẫn lắng nghe cái ý kiến của nhân dân để mà đóng góp. Cái thứ hai đó là trấn an cái tinh thần cho người lao động là và phải sáng suốt là không có nghe những cái đối tượng mà phản động hoặc lôi kéo để mà tham gia biểu tình trái pháp luật nè, rồi những cái chia sẻ những cái thông tin mà xuyên tạc không đúng với cái nội dung mà của nhà nước quy định. Thì cái thứ ba nữa là không tham gia mà biểu tình rồi ngừng việc, rồi đình công như vậy thì ảnh hưởng cái thứ nhất là tới cái công việc làm của các anh em công nhân. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái quyền lợi của doanh nghiệp, tức là ngừng như vậy thì ảnh hưởng đến cái hoạt động của doanh nghiệp, thì mấy anh em cũng là mất cái công ăn việc làm, ảnh hưởng đến đời sống của mình. Thì qua cái buổi hội nghị thì đối với tôi thì sẽ tiếp thu được những cái thông tin chính thống từ cái dự luật đặc khu, đồng thời là cũng tiếp thu được những cái định hướng của nhà nước trong cái tương lai. Thì đối với doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc là giải thích cho người lao động khi tham gia ngưng việc, tham gia biểu tình thì chỉ có là cái có hại chứ không có lợi, bởi vì đây là liên quan tới trực tiếp tới cái quyền lợi của người lao động mà khi mà tham gia biểu tình hoặc là ngừng việc. Cái việc mà mạng xã hội cũng là một cái điều kiện để cho người dân của chúng tôi thì tiếp thu được những cái thông tin. Tuy nhiên mà khi mà tham gia cái mạng này thì đọc những cái thông tin thì chúng ta nên biết chọn lọc những cái thông tin, tức là bằng cái hiểu biết của mình có thể mình phân tích những cái thông tin đó là những cái thông tin nó có đúng với cái thực tế hay là không. Cái tiếp theo nữa là mình nên chọn những cái trang mà chính thống thì mình sẽ có được nhiều cái thông tin chính xác hơn.